Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Samsung Galaxy A53 5G bản sách tay của Đài Loan nhé. Đây các bạn để ý, cái modem của nó là SMA5360 này. Và con này thì đây các bạn để ý nhé, country là Taiwan này, là Đài Loan này. Và nó đang ở level 9 rồi nhé. Đây các bạn để ý, S9 này, level 9, bảo mật năm 2024 rồi nhé. Các bạn sẽ không thể sử dụng được những cái cách thông thường. Trong video này thì mình sẽ sử dụng Chimera để mình xóa xác minh tài khoản Google của nó nhé. Đây các bạn để ý này, cái trick đây chính là nó đang bị tài khoản Google nhé. Thì ở đây thì mình cũng đã mở Chimera lên rồi này. Đó, các bạn nào mà muốn kích hoạt Chimera Tool thì các bạn có thể là liên hệ với mình nhé. Hoặc các bạn nào mà không muốn kích hoạt Chimera thì các bạn có thể là liên hệ với mình để mình làm online cho nhé. Đó, đầu tiên thì các bạn cần phải xem cái thông tin, cái tab point của nó nhé. Đây các bạn có thể là vào trong, đây nhé, các bạn xem tab point nó này. Đây các bạn có thể là vào đây để chúng ta xem. Đây các bạn gõ cho mình cái modem của nó là A5360 này. Đó chính là con này nhé. Đây các bạn sẽ bấm vào detail này. Rồi chúng ta sẽ xem được cái thông tin tab point của nó này. Con này thì nó đang chạy cái chip, đó là chip Exynos nhé. Đây các bạn để ý nhá, cái điểm tab point của nó đây nhá. Thì bây giờ mình sẽ tắt điện thoại đi, sau đó là mình sẽ tháo máy ra và mình sẽ chọc cái điểm tab point này nhá. Bây giờ thì các bạn cần phải tắt điện thoại đi, sau đó là chúng ta sẽ chọc tab point nhá. Đó các bạn chọc tab point mà nó Chimera nó vẫn chưa nhận thì các bạn sẽ cần phải chọc lại nhé. Chọc khi bao giờ Chimera nó nhận. Các bạn sẽ tháo máy ra này, sau đó là các bạn sẽ tháo chân pin ra, sau đó là các bạn gắn lại này, rồi các bạn sẽ chọc cái điểm tab point đó. Sau đó là các bạn sẽ kết nối với máy tính nhé. Ở đây thì Chimera nó vẫn chưa nhận được điện thoại nhé. Lỗi này có thể là do dây cáp hoặc là do kết nối của chúng ta, thì các bạn sẽ thử một cái dây cáp khác nhé. Đó, đây thì mình cũng lưu ý với các bạn nhé. Nếu mà các bạn sử dụng máy bàn đấy hay là máy cây đấy, máy tính của chúng ta đấy, thì các bạn nên cắm ở cái cổng USB đằng sau máy nhé. Đây các bạn để ý, ở đây có dấu hiệu là ở đây thì nó vẫn chưa vào được chế độ EUB mode nhé. Đó, lần này thì được này. Đó, đây bạn để ý nó nhận rồi nhá. Rồi các bạn sẽ nhả nhíp ra nhá. Ok, như vậy là nó đã vào được chế độ EUB mode này. Bây giờ thì mình sẽ vào cái tùy chọn, đó là FRP Screen Lock này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào là FRP Remove. Các bạn chờ một chút thì cái quá trình xóa xác minh tài khoản Google sẽ xong nhé. Đó, nó báo như này là xong rồi này. Đó, mình sẽ bấm vào 2 này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ coi xem điện thoại nó có khởi động lại không nhá. Nếu mà nó khởi động lên thì sẽ ok. Còn nếu mà nó không khởi động lên, đây để mình coi này. Đây, điện thoại của chúng ta mà vẫn treo ở trong cái biểu tượng Chimera này, thì các bạn sẽ rút cáp ra, sau đó là các bạn cắm lại cho mình nhá.
khi mà chúng ta rút cáp ra cắm lại mà điện thoại của chúng ta khởi động lại thì chúng ta sẽ không cần phải thực hiện cái quá trình đó là boot repair ở trên camera nữa nhá. Đây, điện thoại của mình nó đang khởi động lên như này rồi, là ok rồi này. Bây giờ thì các bạn có thể là ngắt kết nối khỏi máy tính nhá, các bạn không cần đến máy tính nữa. Thôi ở đây để mình cứ chờ cho điện thoại nó khởi động lên, sau đó là mình sẽ check lại cho bạn coi là cái tài khoản Google của chúng ta đã được xóa nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ có thể là tắt camera được đi rồi, mình không cần dùng đến camera nữa nhá. Và mình sẽ quay trở lại cái ứng dụng Sam FVK để mình check coi tài khoản Google của chúng ta đã được xóa chưa nhá. Ok, như vậy là điện thoại của mình đã khởi động lên rồi này. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở Sam FVK lên và mình sẽ check lại để cho bạn coi xem là cái tài khoản Google của chúng ta đã được xóa hay chưa nhé. Trước đó thì cái tình trạng FRP status nó là trick này, còn sau khi mà mình check thì FRP status đã là unlock rồi. Unlock tức là điện thoại của chúng ta đã được xóa sạch cái tài khoản Google đi rồi nhé. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Samsung Galaxy A53 5G thành công rồi nhá, bằng camera. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.